Nói về tất niên thì tất niên là một cái sâu, nó là một sâu tách đúng không? Một cái sâu, một cái dạng sâu tách, và nó là một cái tên gì đấy đặt theo quy tắc nào đấy, và có người cung cấp cho chúng ta, người ta gọi là dịch vụ. Thì tí nữa thì dạy chúng ta cách tìm hiểu cả cái dịch vụ về host, rồi thì là dịch vụ tên miền như nào. À, chúng ta hoàn toàn có thể là đi mua được tên miền đúng không? Ví dụ như là tên miền thường thường là người ta sẽ là được phân chia thành nhiều cấp, mỗi cấp được cách nhau bởi dấu chấm và được đánh số cấp từ trái qua phải, bắt đầu từ cấp 1. À, ví dụ như là VN đấy là cấp 1, hoặc là COM cũng là cấp 1 đúng không? IDU cấp 1. IDU, ví dụ tên miền ra đầy đủ là utt.idu.vn đó, thì VN nó chính là cấp 1, còn IDU cấp 2, còn UTT là cấp 3 đúng không? Sau đấy là có thể là có thêm cấp 4 nữa là cấp domain, là ví dụ như là quản lý nhân sự.utt.idu.vn. Thì đấy là, thì quản lý nhân sự nó là cấp 4, này gọi là sub domain, domain con, tên miền con. Thì cái tên miền con thì nó được sinh ra từ tên miền ta, thì có nghĩa là một cái tên miền được miễn phí, thì nhớ là như là bao nhiêu tên miền con đấy, chứ không phải là vô hạn đâu nhé, nó chỉ là bao nhiêu đấy thôi. Khi mà mình tạo hết rồi thì thôi, nó không cho tạo nữa. Đấy, một số tên miền cấp 1 dùng chung như là com này đúng không? Rồi thì edu.net rồi, org đúng không? Và để sở hữu tên miền thì chúng ta phải làm một cái hợp đồng và trả phí hàng năm. Tên miền thì tính trả phí hàng năm, có cái cả cái nhà cung cấp dịch vụ người ta bán đúng không? Bán tên miền ở Việt Nam cũng có bán, ở nước ngoài cũng có bán, chúng ta hoàn toàn có thể mua trực tiếp từ nước ngoài đúng không? Chúng ta có thể mua từ thông qua cả cái nhà cung cấp dịch vụ phân phối ở Việt Nam đó. Rồi khái niệm tiếp theo đấy là URL đúng không? Thì khái niệm này, trước khi đi vào khái niệm này thì thầy sẽ demo một chút về cái tên miền đấy là IP. Ví dụ như các em lên mạng, các em search cho thầy là một số cái dịch vụ về tên miền, ví dụ như là name.com này đúng không? Name.com là một cái nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài, và các em muốn mua tên miền ở ở nước ngoài thì các em phải có thẻ Visa, mà thanh toán bằng 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 online bằng Visa, không phải thanh toán bằng tiền mặt. Domain.com nhé. Nào. Đấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là ở đây cung cấp cho chúng ta là giao diện, chúng ta đầu tiên là chúng ta vào tìm cái tên miền chúng ta mong muốn, và ví dụ như là gì nhỉ, chúng ta thử cái tên miền UTT.edu đúng không, .vn xem thử thế nào. Mạng nó hơi chậm như chúng ta đang vào đúng không? Nó bảo sao sorry unavailable, có nghĩa là thế thì công chứng tỏ là đã có người mua rồi, và nó gửi chúng ta là những cái tên miền này đúng không? Vậy thì tên miền nào mà chưa có người mua, ví dụ như là tên miền nào nhỉ, Hà nhá, đỗ hà.com thôi có khi đỗ hà.com cũng cũng có người mua rồi đấy, nó biết là có thể là nó biết là có thể là sau này hà giống như là có biết nó mua rồi đây, nhìn thấy chưa? Nếu giờ giả sử như là đỗ hà 2 đi hả, ở Việt Nam thì khá nhiều cung cấp nhà cung cấp dịch vụ tên miền khá nổi tiếng, ví dụ như tại lấy ví dụ như là PA Việt Nam cũng có này. PA Việt Nam này đúng không? Đấy, nó cung cấp vừa tên miền vừa hosting luôn đúng không? Domain này đúng không? Domain name này, web host này. Hả? Thì đối với những nhà cung cấp dịch vụ thì chúng ta cũng phải ký hợp đồng, cũng ở Việt Nam thì chúng ta cũng phải ký hợp đồng. Ở nước ngoài thì hợp đồng bằng điện tử, còn ở Việt Nam thì hợp đồng có thể là hợp đồng bằng bằng tay cũng có, và bằng bằng bản cứng cũng có, mà điện tử cũng có. Đó. Ngoài một cái nữa là thầy thấy là cũng khá nổi tiếng là nhà cung cấp dịch vụ mắt bão. Mắt bão.
Mặt trái, mặt phải, mắt bão. Đây, mắt bão cũng khá nổi tiếng đúng không? Đây, mắt bão, tên miền mắt bão, nhận quà liền tay đúng không? Mua tên miền nhận quà liền tay đấy. Sau chúng ta nhập vào đây đúng không? Đấy. Hả? À, Thái Xuân Viễn đâu, ok. Thái Xuân Viễn chắc chắn có người mua rồi, bởi vì là Thái Xuân Viễn những cái mà như thế này thì hôm trước là thầy lên thầy đăng một cái YouTube lên 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 mạng, và sau thầy vào YouTube thầy tìm mà hóa ra là nó ra thằng này này, mình đi giật cả mình, đúng ông Nguyễn Thái Sơn luôn, nhưng mà thằng này hát cũng khá hay. Ô thật đây nhá. Đây hôm trước là thầy đăng cái YouTube xong ấy, thầy là tìm Nguyễn Thái Sơn này đấy, nó ra luôn rằng là đây tình ơi dừng nghỉ yên này, thế là ngồi nghe nó hát 30 phút liền, mất ba to 30 phút oan uổng. Nhưng mà nó hát khá giống, nó hát khá giống Đàm Vĩnh Hưng hả, không hát nó hát theo phong cách Đàm Vĩnh Hưng. Tỷ phú Bill Gates đã từng nói, đọc sách để giàu Đây chứ là đừng video đọc nó để có quảng đó. cáo rồi này, Chúng nó ta có đang video sống nó trong một có tiền rồi này. Đây nha, lắng lắng nghe em ra đi mang theo bao khát khao.